Chào anh em nhé. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái bộ ba rất là nhỏ gọn để dành cho những người mà có nhiều thiết bị thông minh ở trên người ấy, mà cần phải sử dụng sạc trong trường hợp mà hết pin khẩn cấp. Thì cái bộ dụng cụ này thì mình luôn luôn mang theo được vì nó rất là nhỏ gọn. Đầu tiên giới thiệu với anh em một cái cục sạc này, cục sạc Anker. Thì cục này nó có cái hay này. Thứ nhất là nó có hai đầu ra này, USB-A và một cái đầu vào. Một cái đầu vào là tôi không hay dùng đâu, micro USB, nó khá là cũ rồi. Và quan trọng là có cái này. Đây. Tức là đấy là cái cục pin dự phòng. Pin dự phòng nhưng mà lực kiếm luôn là cục sạc. Đấy. Nên là khi mà các bạn mà cần nạp pin dự phòng thì không cần phải mang theo một cái cục sạc nữa mà ta dùng luôn cái chân sạc này. Đấy, cắm vào thì nó sẽ dung lượng của nó là 5000 mAh. Thì đây là tôi mua lâu rồi nhưng bây giờ có cái đời mới ấy, thì có cái cổng ra là cổng xí các bạn này thì nó cho nên, nhưng mà tôi thấy cái cổng á nó dùng vẫn tốt quá, nó dùng vẫn rất là bình thường. Đấy, tôi dùng cái này được khoảng 4-5 năm này mà bây giờ dung lượng pin vẫn đang khá tốt. Đó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai là cái này anh em này. Đây anh em thấy chưa, đây là cái bộ dây sạc đa năng nhỏ gọn, nó rất nhiều chức năng anh em. Đây là đầu tiên là cái cổng A nhá, A ra C này, anh em thấy chưa, C này, đây là A này, A ra C này. Đấy. Nhưng mà nếu như cần đời mới ấy, thì anh em có thể tháo ra C ra C. Đây, đầu này đầu C và đầu này cũng đầu C luôn, hai đầu C, anh em thấy chưa. Rồi. Còn nếu anh em cần sạc cho iPhone ấy, thì đây lại Lightning này. Đấy, như vậy là anh em có được một cái dây là C to Lightning này, C to Lightning này. Hoặc là A to Lightning này, anh em đóng lại này, A to Lightning đó, anh em thấy chưa. Đấy. Thì cái dây này ấy, thì tôi thử rồi nó vẫn truyền được dữ liệu anh em ạ, tức là ngoài cái chuyện là sạc thì nó truyền được. Cái dây này tôi mua là của cái ở trên Indiegogo ấy, tức là của cái tên gọi là Incharge. Thì có một cái loại là nó dài hơn, nếu tôi thích cái loại ngắn này là để đây tôi kẹp vào chung cho khóa rồi anh em nha. Thì tôi cần là tôi luôn luôn đưa theo là tôi bỏ lông vào đây. Đấy. Đấy. Em thấy chưa? Thì đây có một cái 500 hit, 500 hit nó hit lại. Đó, em thấy chưa? Đấy, và tôi mặc theo đưa theo chìa khóa đấy, tôi luôn luôn đưa bên người ấy. Thì khi nào mà hết pin mà thậm chí tôi quên mang theo cục sạc thì tôi có thể mượn sạc người khác, tôi đã có sẵn giấy đó. Đấy, đó là cái thứ hai nha anh em. Rồi. Cái thứ ba thì tôi có dùng một cái đồng hồ thông minh của Fitbit. Thì cái dây sạc của Fitbit là dây như thế này, để cho anh em xem. Đấy, dây nó dài thế này là dây sạc của Fitbit anh em này. Đấy. Nhưng mà cái việc đưa theo lại phải không tiền lắm, nó là những một cái dây sạc ấy, nên tôi lại mua thêm một cái này, anh em thấy không? Và cái này đây cũng có cái móc để treo chìa khóa anh em này. Thì sau này tôi mà sạc thì tôi chỉ cần là đặt có cái đế sạc Fitbit này, thì hình như là bên Apple Watch nó cũng có đấy. Nhưng mà tôi đang dùng đồng hồ Fitbit thì tôi dùng cái này. Đấy, bây giờ tôi thử cho anh em xem nhé. Này, ví dụ cục sạc đây của tôi đây, ở đây. Nha. Đồng hồ tôi đây. Đồng hồ tôi đây anh em. Tôi bỏ vào đây. Đấy, nó sạc đây anh em thấy chưa? Đấy, đấy nó được sạc đây. Đó. Thì đấy là cục pin dự phòng, tôi chẳng cần cắm giấy nữa, tôi để thế tôi sạc thôi. Đấy. Còn nếu anh em mà cần, đây tôi có một cái chẳng hạn như có cái tai nghe của Samsung đây, thì đâu sạc nó xí thì tôi có thể cân sạc nó, thì tôi chỉ việc cắm vào đây. Đấy, anh em nhìn tôi cắm vào đây. Đấy, sau đó tôi cắm vào đầu này vào. Đấy, anh em thấy chưa, sạc thấy chưa. Đó. Đấy, như vậy là cái giấy này nó đã là sạc cổng xí này. Còn bây giờ nếu như tôi sạc iPhone, tôi có con iPhone ở đây mà nó yếu pin rồi, tôi cắm vào đây. Anh em thấy chưa, lên sạc chưa.
Đấy. Tôi cắm vào cái nha anh em nhìn này. Đấy, nó lên đã sáng rồi thấy chưa? Đấy, tức là tôi thấy là trong tức là tôi dùng rất là nhiều thiết bị điện tử thì cái bộ bá này là bộ bá mà tôi luôn luôn mang theo. Đấy, cái bộ bá này. Bởi vì là tôi bỏ trong xe bởi vì nó khá gọn, một là cái dây sạc đa năng này này. Thì tôi luôn luôn bỏ trên trong cái chung chìa khóa này. Bỏ chung chìa khóa này. Anh em thấy chưa? Rồi, cái đốc sạc của Fitbit tôi treo trong cái chung chìa khóa này luôn. Đấy, từ khi cần thì tôi mang ra tôi dùng treo ở đây. Đấy, anh em thấy chưa? Đây cục sạc này thì tôi thường là buổi đêm về tôi sẽ cắm sạc đây, sạc đây. Đấy, xong rồi ngày mai tôi sẽ mang đi cần và dùng. Đó, còn cái thiết bị mà tôi luôn mang theo là một cái tai nghe này anh em này, của wireless này, của Samsung này, hai cái đồng hồ Fitbit này. Đấy, và ba là cái con điện thoại của mình thôi, con iPhone, vì là tôi dùng con iPhone SE 2020 này, nó pin nó khá hẻo chứ buộc lòng nó phải mang cục pin này đi theo. Đó. Em thấy chưa? Đây, như thế này. Tôi thấy đây là cái bộ rất tiện dụng, tiện dụng. A2C này, A2 Lightning này, và C2 Lightning. Anh em thấy chưa? Đó, trên đây là tôi vừa giới thiệu cho anh em một cái bộ bá mà dành cho những người mà dùng có nhiều thiết bị điện tử bên người mà cần phải sạc thường xuyên. Cảm ơn anh em đã theo dõi nhé, chào anh em.